từ 9 môn học bắt buộc ở cấp tiểu học. Lên lớp 6, học sinh sẽ bắt đầu cần thích nghi với khối lượng học tập lớn hơn với 10 môn học và 2 nội dung hoạt động bắt buộc. Điều này đồng nghĩa với khối lượng kiến thức và bài tập sẽ gia tăng rất nhiều so với cấp tiểu học.